Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Ngọc Trâm. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cái địa điểm cũng rất là đẹp trong chuyến đi Las Vegas này, đó là Red Rock Canyon. Dãy núi đỏ này chỉ ở vào khoảng 25 dặm về phía tây, cách xa trung tâm của Las Vegas. Nơi đây có con đường ngắm cảnh dài khoảng 13 dặm đi qua những hẻm núi đỏ và cho phép du khách khám phá những đỉnh cao và thấp của hẻm núi từ trong xe của mình hoặc là chạy xe đạp. Với nhiều điểm dừng và lối mòn rất đẹp mắt dọc theo đường đi. Để vào ngắm cảnh ở đây, các bạn phải mua một cái vé vào cửa là 15 đô cho một xe. Chi phí này là để hỗ trợ cho các cơ sở vật chất của du khách cũng như là bảo dưỡng cho những chuyến đi ngắm cảnh nổi tiếng thế giới này. Hôm nay tụi mình đi Red Rock Canyon, Rose and Emma. Say hi to everybody. Hi everybody. It's cold. It's cold here. A lot. Theo như lịch sử thì hơn 500 triệu năm trước, Red Rock Canyon nằm dưới đáy của một lưu vực đại dương. Những vách đá sa thạch ở đây cao hàng nghìn feet, được tạo thành từ sa thạch Aztec. Hệ tần này có tuổi đời khoảng 180-190 triệu năm, bao gồm các cồn cát hóa thạch hình thành trong một sa mạc rộng lớn bao phủ phần lớn miền Tây Nam Hoa Kỳ. Thank you.
Ở đây có 26 đường đi bộ và đường mòn khác nhau, đưa bạn từ các hẻm núi sâu đến những điểm cao nhất của hẻm núi màu đỏ Red Rock Canyon. Khí hậu ở đây rất là tốt, khách du lịch có thể đến viếng quanh năm. Về mùa xuân thì khí hậu mát mẻ, thường xuyên có gió với bầu trời rất là quang đãng và vẫn còn lại những tàn tích của mùa đông bám trên lá cây ở Iceberg Canyon. Hoa là dại bắt đầu mọc từ dưới thấp rồi sẽ mọc lên cao. Ở nơi này về mùa hè cũng rất là nóng, cũng là một mùa hè của sa mạc, nhiệt độ có thể lên tới 100 độ. Do đó nếu đi du lịch vào mùa hè thì phải mang nhiều nước uống, thuốc chống nắng rất là cần thiết và phải bắt đầu đi từ sáng sớm. Mùa thu, thời tiết ấm áp là nơi lý tưởng cho những chuyến đi bộ đường dài, nhưng thời tiết gió mùa vẫn là một điều cần chú ý. Về mùa thu, bạn sẽ được bao bọc chung quanh bởi những chiếc lá vàng mùa thu, trông rất là đẹp luôn. Về mùa đông, đi bộ đường dài vào buổi chiều muộn có thể dẫn đến cảnh hoàng hôn mùa đông tuyệt đẹp. Đừng ngạc nhiên, ngay cả trong sa mạc, những ngọn núi của Red Rock Canyon có thể phủ đầy tuyết sau một cơn bão. Tùy thuộc vào mùa, thời tiết có thể khá đa dạng ở Red Rock Canyon. Nếu có cơ hội thì mình cũng muốn đi tới đây để thưởng thức cái sự khác biệt giữa các mùa với nhau. Nếu các bạn có dịp đi Las Vegas thì nhớ ghé đến Red Rock Canyon. Ở đây có 4 mùa, mùa nào cũng có những cái đặc biệt riêng của nó. Nếu mình muốn coi tuyết thì mình sẽ đi mùa đông, muốn coi về lá vàng thì đi mùa thu, muốn hiking thì đi mùa thu hoặc là đi mùa xuân cũng rất là đẹp. Ở đây có nhiều cái trail để cho mình hiking được và mình đã ngắm những cái khung cảnh xung quanh của cái núi đỏ này. Và ở đây cũng là rất là tốt để chụp hình nữa. Chỗ nào mình thấy chụp hình cũng đẹp hết.
Mình đang đi vào mùa đông nên đường tuyết trắng xóa, tất cả những ngọn núi đỏ hai bên cũng được bao bọc bởi tuyết. Nhìn tuyết trắng trông rất là đẹp mắt, mặc dù thời tiết cũng hơi lạnh. Đây nó có rất là nhiều màu luôn đó, màu cà phê nè, màu cà phê sữa nè, rồi màu cà phê có nhiều sữa hơn nữa là sữa cà phê. Ở trên đỉnh núi thì nó có những cái tuyết trắng. Cái chỗ này là một cái địa điểm mà rất là hay luôn, là về mùa hè.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn một ngày thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like nhé, để cho mình có động cơ làm thêm những video kế tiếp. Hẹn gặp lại in the next video.